Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay Tết rồi và em vẫn phải đi lắp bộ dàn đây. Và hàng còn rất nhiều anh em nhé. Đi lắp ở Ninh Bình anh em nhé. Bác khách này thì cũng là fan rất là ruột của bên em. Gần tới nơi rồi này. Đó, đâu nhỉ? Trên. Rồi, ok. Và ok, các bác theo dõi video bên em lắp đặt anh em nhé. Anh em nhé. Nhà bác... Bác YouTube là lời tí đúng không? Nhà bác rất là rộng luôn anh em nhé. Có cái cây đào cực tuyệt đẹp luôn. Đó. Đây là tủ máy anh em nhé. Khá nhiều thiết bị. Cặp loa TVK15, súp TVK18 anh em nhé. Đó. Tủ máy em phải cắt cho nó dễ luồn dây ra. Đấy, rất đơn giản. Đó. Bây giờ sẽ lên nhạc đây. Bắt 50 rồi đánh ngoài trời rồi. Tít rồi kìa. Cái mic cái bắt kinh rồi. Đây anh em này. Bắt đầu là mất sóng rồi. Đấy, bắt đầu là mưa sóng rồi, xa quá. Dạ. 150 mét, tầm này 150 mét. Ờ. Chắc chỉ 100 mét rồi lại thôi. Ở đây còn tít ở đây rồi. 100 mét rồi lại các bác nhé. À, đúng. Sorry, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Mít này được 100 mét là thoải mái. U800 anh em nhé. Với quản lý nguồn là P9, ủa điện thấp quá. Còn nâng tiếng DAC 223. Tiếp theo là vang số là X8 231S và 7409. Nó hơi khuất cái cây này. Nó cỡ khuất cái cột. Đây mình này, đứng tầm này là đẹp nhất này. Đó. Đứng tầm này thì là đẹp nhất. Ồ, có điện thoại. Trong túi rồi. Anh trở về quê. Trở về quê nhìn tuổi thơ mơ. Yếu quá anh em, 194V, nó được tầm khoảng 210 điểm, nhưng mà vẫn đánh vẫn rất căng anh em nhé. Bên loa này mà cho nó cách xa ra tầm khoảng độ 2 mét nữa đi. Đàn tay ôi tài cờ sông núi rồi. Điện yếu quá. Bát đánh là bắt đầu là nó xuống áp luôn, xuống vồn nhưng mà áp nó đánh. Đấy, cứ bắt đầu bát xuống là điện xuống theo. Đấy, tình vinh là với cây đa con chút hàng cầu, với con đi có chiếc cầu tre đã bao năm đang chờ thay để trở thành toàn phế dòng đều. Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về,
rồi anh sẽ sang thăm cả em. Đấy nhá, em bảo nhá. Chị này nhá, anh tắt nhạc đi em ạ. Đây là mốt một đúng không? Anh muốn cho to nhỏ nhạc thì sẽ đây là to nhỏ mic này, mic to này, đấy đúng không? Đấy, nhỏ mic này, to nhạc, nhỏ nhạc, đấy, echo này, effect này, đấy, hoặc là mình dùng trên cái khiển này, đấy. Effect là băng nhạc. Đấy, effect là băng nhạc là nó có chữ Trung Quốc này nhé. Đấy, tăng giảm đây, đấy. Đây là mốt 5, mốt 6 là 5, 6 là đây 5, 5, đúng rồi, 5 là nhạc nhạc vàng, 6 là nhạc sàn. Đấy, thì chúng ta đây là mốt 1 nhé. Đấy, to nhỏ mic này, cho to mic lên này. Ok, mốt 2 nhé. Xong, chế độ phát biểu chưa? Ok, trên ấy thì mình ấn nước này. Xong, thế xong thôi, không gì. Chuyển mốt thì ấn đấy, xong, ấn down, up. Đấy, đúng không? Nó nhấp nháy này, mình xoay. Đấy, xong tiếp tục ấn mốt yên. Thế là được mốt 3. Mốt 3 echo nhanh. Xong. Mốt này. Up. Đấy, xong xoay. Đấy, 4. Mốt. Đấy, down. 5. 6. Echo chậm. Được chưa? Cái đồ nhạc nhé. Anh muốn tinh chỉnh bắt chép. Anh có thể tinh chỉnh được nơi tiếng. Và trên tinh chỉnh trên lọc xỉ. Rất dễ, đúng không? Còn đâu anh muốn chuyển đầu vào nhạc. Đấy, cắm AV, cắm cổng quang, Bluetooth đây, đây là cổng quang, đây là AV, đây là Bluetooth, rất đơn giản thế nhé, bật cái đấy của anh, thế là xong, rất đơn giản. Sao với điện nó phải tầm 210 là đẹp nhất, đánh nó mới căng, hoặc là 220, sau mình có điều kiện làm việc ổn áp nó tầm khoảng độ 2 ký, 2-3 ký, tầm 2 triệu, là nó điện nó tốt lên là đánh nghe nó căng. Loa để xa ra một chút nữa thì đánh nó sẽ thoải mái. Thế thôi. Đơn giản không gì. Còn khi tắt đi này, anh cứ giảm ba cái nút này cho em, đúng không? Tắt cái này là nó sẽ tự tắt đấy, nó sẽ tự tắt theo hệ thống luôn. Đấy, cắt thắt, đấy, tắt, tắt, đấy, tắt mic đấy, bật lên này. Đó. Là sẽ tự bật anh em nhá. Đấy anh nhá. Đấy ok chưa? Đấy, sẽ tự bật. Đấy, đẩy không cần phải luồn tay. Đó. Xong một phát là 12 giờ. Đấy. Ok, 1, 2, 5, 6. Ê, 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 1 giờ nữa. Ê, 6, 7, 8, 9, thoải mái lắm. Đó, kể cả để kịch như này cũng được mà. Đó, được chưa? Để kịch cũng được. Không sợ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube. Gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.